Xin chào quý vị và các bạn. Ngày mùng 5 Tết, sau một ngày thời tiết đẹp và tạnh giáo trên toàn khu vực thì thời tiết Bắc Bộ lại sắp có sự thay đổi. Lúc này, rãnh gió Tây ở mực 5.000m được thiết lập và có xu hướng di chuyển dần từ Tây sang Đông, nên mưa sẽ xuất hiện trước hết ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, sau sẽ lan dần xuống khu vực Đông Bắc Bộ. Toàn khu vực sẽ có mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to. Cùng với mưa thì nền nhiệt vẫn duy trì ở mức thấp, thậm chí còn giảm nhẹ. Trời vẫn ở ngưỡng rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với mức nhiệt thấp nhất chỉ trong khoảng 11 đến 14 độ và ban ngày nhiệt độ cao nhất trong khoảng 14 đến 17 độ. Sau đó sang ngày mùng 7 tháng 2 tức là mùng 7 Tết, khi mà rãnh gió Tây di chuyển sang phía Đông thì mưa sẽ giảm dần và trời chiều có lúc hửng nắng nhẹ, nhiệt độ tiếp tục có xu hướng tăng hơn từ 2 đến 3 độ. Thời tiết chuyển tốt ngay ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, ngày sau đó, trời lại sẽ có sự chuyển biến cùng mưa nhỏ và nền nhiệt giảm. Lùi xuống miền Trung, sang ngày mai mùng 6 Tết, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 19 đến 21 độ, trời rét. Còn khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời cũng lạnh với nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Sau đó, nền nhiệt tiếp tục tăng hơn từ 2 đến 3 độ trong ngày mùng 7. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, về đêm và sáng có thể xuất hiện mưa rải rác và ban ngày nhiệt độ ban trưa sẽ tăng dần và phổ biến ở mức 26 cho tới 30 độ. Lùi xuống phía Nam, thời tiết nắng khô đặc trưng duy trì từ nay đến hết ngày mùng 6 Tết với nền nhiệt trưa chiều khá nóng. Sau đó từ khoảng chiều đêm mùng 7 Tết, do ảnh hưởng của gió đông trên cao nên có thể xuất hiện mưa rào rải rác ở các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ và các tỉnh phía Nam của Tây Nguyên. Nền nhiệt và trong ngày cũng có xu hướng giảm nhẹ khoảng 1 độ. Trên biển, trên khu vực Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió Đông Bắc cấp 6, giật trên cấp 6. Sau đó, gió sẽ suy giảm dần về cường độ. Bản tin thời tiết cuối ngày mùng 5 tháng 2, tức mùng 5 Tết xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.